Chúng ta gặp nhau trong phần tiếp theo. Ở trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu hai cách làm tráng lăng nhanh và đẹp nhất bằng trí thông minh nhân tạo. Và tính năng này chỉ có ở trong phiên bản Photoshop 2024. Để bắt đầu, các bạn hãy nhấp vào Filter, sau đó chọn đến Camera Raw Filter. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl Shift A. Sau đó các bạn hãy nhấp vào Reset hoặc có thể nhấn phím tắt là Shift P. Và chúng ta chọn đến phần Preset dành cho ảnh chân dung. Và nhấp vào phần làm trắng răng như vậy. Ngay khi đưa chuột vào đây thì nó sẽ làm răng trắng hơn và trông vẫn rất tự nhiên đúng không bạn? Mình sẽ nhấp vào đây để thấy trước và sau. Như các bạn thấy, kết quả rất tốt đúng không? Vậy điều chỉnh lại như thế nào? Các bạn hãy nhấp vào đây thì các bạn sẽ thấy một cái layer mask tương ứng với phần răng của người mẫu. Các bạn hãy nhấp vào đây thì nó sẽ hiện các thông số phía dưới. Ví dụ, các bạn muốn sáng hơn thì tăng lên như vậy. Các bạn thấy, rất tuyệt đúng không? Các bạn muốn trắng hơn một chút nữa thì nhấp vào đây và kéo lại. Xuống thêm một chút nữa, chúng ta nhấp vào đây và kéo lại thì các bạn thấy răng của người mẫu rất trắng. Các bạn hãy dành thời gian thử nghiệm để tìm ra thông số phù hợp nhất. Bây giờ chúng ta đến với cách thứ hai nhé. Các bạn hãy nhấp vào đây và đợi một chút, đợi nó phân tích và tìm chủ thể trong bức ảnh. Chúng ta nhấp vào gương mặt của người mẫu. Nếu bức ảnh của bạn có nhiều người thì các bạn hãy chọn gương mặt tương ứng nhé. Sau đó chúng ta chọn đến phần răng và nhấp vào Create. Như các bạn thấy, nó tạo vùng chọn rất chính xác. Bây giờ chúng ta nhấp vào đây để tăng độ sáng lên. Như vậy răng đã sáng hơn rất nhiều. Và giảm nhiệt độ màu đi một chút thì răng sẽ trắng hơn. Tất nhiên là các bạn có thể giảm độ bão hòa màu một chút nữa. Các bạn có thể nhấp vào phần highlight và kéo sang bên phải như vậy thì các bạn sẽ thấy nó trắng hơn một chút và cảm giác rất tự nhiên. Bây giờ chúng ta nhấp vào đây để xem trước và sau. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong hai cách làm tráng răng nhanh và đẹp nhất. Mình sẽ tạm dừng phần này tại đây và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo để tìm hiểu những tính năng còn lại.